Thiết kế website chọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, Chợ Tốt, Mua Bán .net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. VinFast Lux, trải nghiệm BMW kép giá Camry. Từ năm 2017, VinFast đã khẳng định vẻ đẹp Ý cùng tinh thần Việt qua bản concept đầu tiên. Tuy nhiên, hãng này đã mất đến 2 năm để chứng minh chất lượng Đức không kém cạnh những BMW kép 520i, BMW kép X5, Mercedes E-Class, Mercedes GLE. Dân chơi xe ngoại, VinFast Lux mang quốc tịch Việt, rèn Đức. Trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân, chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng của trang Auto Daily hé lộ một câu chuyện thú vị. Trong chuyến đi Namibia mới đây, anh đã có dịp trò chuyện với hai người bạn nước ngoài từng sang Việt Nam năm 2019 và đã nhanh tay lái thử cả hai mẫu xe Lux của hãng VinFast vì tò mò. Phản hồi với anh Hùng về cảm nhận của mình, anh bạn Indonesia, một tay đua thứ thiệt và là chủ sở hữu Ferrari, cũng từng trải nghiệm không thiếu mẫu BMW kép Serie 3 hay Serie 5, khăng khăng khẳng định VinFast Lux mang hơi thở BMW kép. Giám đốc kênh Auto Daily kể lại, khi cầm lái chiếc Lux A2.0, bạn ấy cảm nhận được hơi thở của BMW kép, thích thiết kế, thích cảm giác lái, điều khiển của dòng xe Lux. Chốt lại, khá là bất ngờ và đánh giá có nhiều chữ tốt về sản phẩm. Trong khi đó, anh bạn người Singapore thì tỏ ra ấn tượng đặc biệt với dự án ô tô mang thương hiệu quốc dân của Việt Nam. Anh nói, chúng tôi đều cùng chung nhận định về Lux A2.0 và SA2.0, dòng xe quốc tịch Việt nhưng lại sở hữu chất lượng của xe Đức. Trước đó, chính chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng từng đánh giá chất Đức mạnh mẽ của VinFast Lux. Theo anh Hùng, VinFast Lux thậm chí còn nổi trội hơn trong điều kiện Việt Nam vì được phát triển trên nền tảng khung gầm BMW kép nhưng có sự tinh chỉnh kỹ lưỡng của Magna và AVL khiến xe có độ vọt nhưng vẫn đảm bảo mượt mà. Trải nghiệm BMW kép giá Camry. 6 tháng sau khi chiếc xe thương mại đầu tiên xuất xưởng, người dùng đã có đủ trải nghiệm để nhìn nhận thực sự và khách quan về chất lượng của xe VinFast. Trên các diễn đàn ô tô nói chung và các hội nhóm sử dụng xe VinFast nói riêng, những nhận xét về chất Đức ngày càng dày đặc, tỷ lệ thuận với con số hơn 15.000 xe VinFast đã lưu thông trên đường. Anh Tất Thành Đạt, đội cấn Hà Nội cho rằng, xe đi bốc, ga nhạy, êm, cách âm tốt, dàn âm thanh hay và bám đường cực tốt hơn nhiều loại xe khác cùng phân khúc. Trước đó, anh Đạt cũng từng sở hữu các mẫu xe của Mercedes và BMW kép. Trong khi đó, anh Nam Thái, chủ salon ô tô TC, Thanh Xuân, Hà Nội lại khẳng định, cảm giác cầm lái chiếc A2.0 giống như đang ngồi trên chiếc BMW kép 520i, trong khi SA2.0 lại khiến tôi liên tưởng ngay tới BMW kép X5 nhưng lại có giá thấp hơn một nửa. Lý giải về danh trội Đức trong xe VinFast, chuyên gia ô tô Nguyễn Thành Hải, người đầu tiên cầm lái xe VinFast Lux xuyên Việt, cho rằng đó là nhờ bộ động cơ mang gen BMW kép xịn. Ngoài ra, hai mẫu xe Lux còn được trang bị vượt trội so với tầm giá từ các chi tiết nhỏ như giảm sóc bóng hơi đến hệ thống dẫn động cầu sau. Nếu BMW kép có cụm từ Ultimate Driving Machine có nghĩa là cỗ máy lái tuyệt vời thì xe VinFast thừa hưởng được ADN đó, thậm chí còn làm tốt hơn, ví dụ như vòng tua máy thấp tại tốc độ cao giúp xe tiết kiệm được nhiên liệu phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam. Hiện tại VinFast Lux luôn là đề tài hot gây tranh cãi trên mọi diễn đàn xe cộ. Điều thú vị là trong khi không ít người dân bình thường vẫn còn định kiến hàng Việt thì không thể tốt, đại đa số dân sành xe lại xếp VinFast vào dòng E cùng với BMW kép 520i, BMW kép X5, Mercedes E-Class, Mercedes GLE. VinFast Lux về giá thì chỉ thuộc phân khúc D nhưng trải nghiệm chất lượng chắc chắn là phân khúc E, dù có hơi với một chút, một admin diễn đàn sử dụng xe VinFast khẳng định điều này. Đó là lý do quyết định tăng giá trong khi cả thiên hạ giảm của VinFast lại là quyết định ít bị ném đá nhất từ trước đến nay trên thị trường. Bởi với giá tăng hiện tại, VinFast vẫn là dòng xe có giá rẻ nhất của phân khúc E, tức là cách xa giá của BMW kép 520i, BMW kép X5, Mercedes E-Class, Mercedes GLI. Minh Tuấn, Vietnamnet.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.